Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin thách thức nghiêm trọng nhất của Việt Nam là Đảng Cộng sản. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, cây bút quen thuộc Nguyễn Quang Di đã có bài viết đăng trên trang Việt Study những thách thức năm Nhâm Dần. Băng bắt đầu mở đầu với những cảm xúc tích cực về các hiện tượng thiên nhiên đầu năm mới và kết thúc bằng lời khuyên rằng Việt Nam nên thay đổi thể chế để có thể vượt qua những thách thức trong năm mới. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với những phân tích về quan hệ giao ban quốc tế của tác giả, trong đó nhấn mạnh việc Việt Nam đã khá thành công trong việc tạo cho mình thế đứng trung gian giữa cuộc xung đột và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các siêu cường, quan trọng nhất là cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Nói một cách nôm na là Hà Nội đã thành công trong việc đu dây Washington và Bắc Kinh. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và thăm Việt Nam vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Tác giả Jack Ham Nguyễn đưa ra bình luận về những động thái của Đảng Cộng sản trong giai đoạn mới đây. Bài viết đăng trên báo Tiếng Dân với tựa đề là thách thức nghiêm trọng nhất của Việt Nam là Đảng Cộng sản. Có thể nói không ngoa rằng thái độ Hoa Kỳ trong việc cộng tác với việc thành công của mình cũng như chính sách đu dây của Việt Nam đã làm cho Hà Nội chống lại được dịch COVID-19 với lượng vaccine của chính phủ Mỹ đến kịp thời. Những đề cập về kinh tế Việt Nam cũng như những khuyến cáo hoặc trích dẫn mà ông Nguyễn Quang Di đưa ra cũng sẽ dễ dàng được độc giả đồng tình. Nhưng không biết có phải vì lý do thời điểm đầu năm mới cần có những suy nghĩ tích cực hay không? Nhưng tác giả đã giảm nhẹ điều gọi là thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Đó chính là vị trí một mình một chợ ngày càng vững chắc của Đảng Cộng sản cầm quyền. Sau một thời gian dài lưỡng lự, Đảng Cộng sản đã tống giam người thực sự đối kháng cuối cùng của chế độ là Phạm Đoan Trang vào năm 2020. Thừa thắng xông lên, Đảng Cộng sản dẹp luôn những tổ chức dân sự ít màu sắc chính trị, quyền lực hơn, nhưng họ không kiểm soát. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, Hà Nội đã tống giam bà Ngụy Thị Khanh, đứng đầu một tổ chức môi trường từng nhận giải thưởng về bảo vệ môi trường quốc tế với tội danh là trốn thuế. Cũng cần nhớ rằng loại tội danh này đã từng được gán cho một số nhân vật đối kháng có tiếng trước đây như Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, đối với ông Thức là cái nhãn gian lận thương mại. Và dịch bệnh cũng đã làm lộ rõ tình trạng người dân quê Việt Nam và những người làm thuê làm mướn trong các nhà máy bị bóc lột tận xương tận tủy. Trong đó có hơn 1 triệu người đã phải bỏ chạy toán loạn sau vài tuần lễ phong tỏa. Đây là hình ảnh một gia đình chở hai con nhỏ cùng tất cả hành lý dọn ra khỏi phòng trọ, đi hàng nghìn km về quê trốn dịch. Năm 2021 đã chứng kiến hai sự kiện tồi tệ một cách kinh hoàng. Đó là công ty Việt Á bán bộ xét nghiệm dởm, làm giàu trên tình trạng chết chóc của dân chúng. Và vụ nâng giá máy bay cho người Việt ở nước ngoài muốn về nước giữa đại dịch qua những chuyến bay mà chính quyền gọi là giải cứu. Hai điều kinh hoàng nhất trong hai sự kiện này là sự mục ruỗng của hệ thống bao che cho những kẻ thủ ác. Thứ hai là sự suy đồi đạo đức không còn giới hạn nữa của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có gì đảm bảo rằng hai sự việc như thế sẽ không còn xảy ra trong tương lai và người dân trong nước sẽ lại chịu hậu quả thảm khốc. Trong tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam một mình một chợ, quyền lực không giới hạn, tự tung tự tác. Và đó chính là thách thức nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay. Nguyễn Phú Trọng dường như đang bị đồng đảng chơi xỏ khi uy tín của ông ta đang xuống dốc trầm trọng. Tác giả Lôi Phòng cũng có bài viết rằng nịnh để nghe dân chửi đăng trên đài tiếng nói FA với nội dung được chia sẻ. Không loại trừ khả năng một thế lực thân địch nào đấy dùng cách ấy để hạ uy tín vốn đang xuống dốc của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Số là mấy hôm nay truyền thông trong nước rầm rộ đưa tin về việc nhà xuất bản là chuyên nói sai là sự thật kết hợp với tờ báo Không Ai Đọc từ Nhân Dân đưa ra rầm rộ việc hai cơ quan này đã cho in và ra mắt 3 quyển sách rất đặc biệt. Đó là một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Rồi thì niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành trong Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tập 1 và tập 2. Đây là hình ảnh Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận của ông Nguyễn Phú Trọng.
cả ba tác phẩm mà người dân gọi là rác phẩm này thuộc cấp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho in, rồi tổ chức lễ ra mắt long trọng với sự tham gia đưa tin cực kỳ hoành tráng của giới truyền thông, đặc biệt là hệ thống truyền thông nâng bi nội địa. Nếu theo dõi phản ứng trên mạng xã hội về ba ấn phẩm ca ngợi ông Trọng được quảng cáo rầm rộ mấy tháng nay, ắt sẽ thấy chẳng bao nhiêu người bận tâm đến nội dung cũng như chất lượng của ba ấn phẩm ấy. Thiên hạ cũng chỉ bày tỏ sự bất bình vì ba lý do. Thứ nhất, tại sao cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lại xuống vào tâng bốc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào lúc này? Thứ hai, tại sao ông Trọng từng phát động phong trào chống Lịnh nhưng lại để điều tệ hại này xảy ra với mình? Và thứ ba, tiền đâu, rõ ràng là tiền ngân sách nhà nước mà mấy ông chi vội tội vạ như thế trong lúc cả nước đang lao đao vì đại dịch Covid-19. Về câu hỏi thứ nhất, sở dĩ có chuyện nịnh thối xảy ra lúc này là nhằm cứu vãn chút hư danh cuối cùng còn sót lại của ông Tổng Bí thư. Với phương châm con nước còn tát, các thuộc cấp của ông Tổng Bí thư cảm nhận được rất rõ. Kể từ khi đại hội lần thứ 13 cho đến nay, chưa bao giờ uy tín của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại thấp như hiện nay. Đây là hình ảnh biếm họa về hành vi nịnh nọt. Trước đây, nhờ phát quân cờ chống tham nhũng, ông Trọng vừa có thể ngồi xổm lên hiến pháp với tuyên bố hiến pháp đứng sau cương lĩnh của Đảng. Vừa ngồi xổm lên cả điều lệ của Đảng, tức là quy định các tổng bí thư không được làm quá 2 nhiệm kỳ, nhưng ông vẫn chễm chệ làm đến 3 nhiệm kỳ. Nhưng này, công việc đốt lò của ông Trọng coi như đại bại. Một số nhà phân tích bình luận rằng, ngay cả sự thanh minh cho công việc ông tiếp tục làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 cũng không hợp lý và không thuyết phục, vi phạm điều lệ, thậm chí là vi phạm pháp luật. Về câu hỏi thứ hai, có lẽ ông Tổng Bí thư đang bí thật những ngày này. Từ vụ làm thơ ca ngợi Lê Thanh Thản ở tập đoàn Phạm Pháp Mường Thanh, đến vụ gắn huân chương lao động cho tập đoàn Ngoái Mũi Việt Á và cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, chắc chắn đến lúc này ông Trọng buộc phải giật mình. Sau bao vụ đại án trước và sau Tết, giờ đây ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể rũ bỏ trách nhiệm người đứng đầu. Trước khi ký có huân chương ấy, ông có cho kiểm tra hay không, hay ông hoàn toàn phó mặc cho trợ lý? Vậy ông chọn trợ lý thế nào mà để lọt những con sâu bự, phá nát hệ thống đến như thế? Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học từng đặt câu hỏi rằng, vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ, mà vẫn chờ ra đó? Ông Học cho biết, đấy là ý kiến của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về câu hỏi thứ ba, trong khi cả xã hội lẫn nền kinh tế Việt Nam đang lao đao, nhà xuất bản của Đảng và tờ báo của Đảng xài tiền thuế của dân một cách vô tội vạ như vậy. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bài viết đẩy lùi thói xấu xu nịnh, nói ở đầu bài, tác giả đã nương theo ý kiến của ông Phạm Minh Chính, lúc bấy giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban tổ chức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định rằng nịnh hiện đang là căn bệnh nan y. Nịnh đã biến tướng và đa dạng và phát triển với nhiều hình hài, phương thức. Nịnh một cách tinh vi, thông qua nhiều kênh, nhiều phương tiện vật chất, cơ chế, chính sách. Không chỉ có vậy, nịnh còn tác động trực tiếp đến chất lượng công tác cán bộ trong Đảng. Một số người được nịnh thì ưa lời ngon ngọt, tiếng ngọt, say sưa với cảm giác được làm bề trên, nên sinh ra sao lòng, thiếu tỉnh táo, mất bản lĩnh, không đánh giá đúng thực chất cán bộ, thiên vị cho kẻ lồn cúi, không trọng dụng cán bộ tốt mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt, lộng quyền, thăng tiến. May cho ông Phạm Minh Chính, ông phát biểu cách đây hơn 2 năm. Nếu ông nói đúng vào những ngày này, tháng này thì chắc chắn câu chuyện sẽ bị xé to ra. Ý kiến được giới thiệu trên tờ báo này về bệnh nịnh bợ nếu đem soi với các đợt quảng cáo một cách quá lố về ba cuốn sách vô bổ của ông Trọng thì quả là nịnh mà nghe dân chửi. Kính mời các bạn xem bản tin cựu đại sứ Mỹ nói gì về nguyên thủ Việt Nam, tham nhũng và những thách thức địa lý. Trung Quốc là nguyên nhân cản trở sự phát triển mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội. Theo đại sứ Otus, cựu đại sứ Mỹ Ted Otus đưa ra những nhận định về nguyên thủ của Việt Nam cả hiện tại và trong quá khứ. Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được ông cho là người không trong sạch khi điều hành quốc gia Đông Nam Á có nhiều tham nhũng. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tiếp đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác vào hôm 17 tháng 10 năm 2017. Các nhận định được ông Osius, người làm đại sứ Việt Nam từ năm 2014 cho đến năm 2017 đưa ra trong một dịp nói chuyện với những người thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Việt như một buổi giới thiệu và ký cuốn sách mới của ông gần đây tại Nam California. Tại buổi ký sách ở Huntington Beach, ông Osius, người mới cho ra mắt cuốn sách, nói rằng không gì là không có thể, quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam, còn đưa ra những nhận định về cái thách thức đối với sự phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù này. Khi được hỏi về đánh giá của ông đối với lãnh đạo hiện tại của Việt Nam, người có 30 năm kinh nghiệm ngoại giao ở quốc gia Đông Nam Á cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kín đáo, trong khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người cởi mở và thân thiện. Ông Osius là người thiết kế cho chuyến thăm của ông Trọng tới Washington vào năm 2015, mà ông gọi là thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ làm đại sứ của mình ở Việt Nam. Khi đó, vị Tổng Bí thư Việt Nam trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được tiếp đón tại Nhà Trắng, gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama ở phòng bầu dục. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đại sứ Osius nói sau chuyến thăm này, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trở nên mật thiết hơn và hai chuyến thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Đà Nẵng kể từ khi chiến tranh kết thúc. Tôi đi cùng ông Trọng khi ông ấy tới Washington và tôi đã có thời gian làm việc với ông ấy ở Hà Nội nên tôi hiểu về ông ấy một chút, đại sứ Osius nói rằng. Tôi xem ông ấy như một nhà giáo vì ông ấy kín tiếng hơn và không cho tôi thấy ông ấy là người như thế nào, nhiều như ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Osius cũng là người tháp tùng ông Phúc, khi đó là Thủ tướng Việt Nam tới Washington trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 5 năm 2017, chỉ vài tháng sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Việc này cũng được ông Osius nhắc đến trong một cuốn sách của ông vừa ra mắt vào hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó ông nói rằng ông đã đưa ra lời khuyên cho Thủ tướng Việt Nam trên chuyến bay tới Washington khi được ông Phúc hỏi nên làm gì khi gặp Tổng thống Trump ở Nhà Trắng. Đây là hình ảnh cựu đại sứ Mỹ Ted Osius. Ông nói ông Trọng là người kín đáo trong khi ông Dũng không trong sạch. Theo cựu đại sứ Mỹ, ông Phúc đã xử lý được tình huống mà ông Osius, người từ chức đại sứ trước thời hạn năm 2017 để phản đối chính sách trục xuất di dân chiến tranh Việt Nam của Tổng thống Trump, gọi là rất điên rồ tại Nhà Trắng, khi là chính mình như lời khuyên của ông. Tôi không biết ông Phúc nhiều như ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng tôi đã rất thân thiện với nhau, đại sứ Osius đã nói về ông Phúc như vậy. Tôi rất tôn trọng ông Phúc, tôi xem ông ấy như một chính trị gia hiểu biết và cũng là một anh hào. Trong nước, ông Phúc được biết với những phát ngôn được xem là rất nổ và những cử chỉ được cho là gần gũi quá mức cần thiết với các nguyên thủ nước ngoài như trường hợp của chủ động nắm tay Thủ tướng Canada. Đại sứ Osius cho biết ông cũng có mối quan hệ thân thiết hơn với ông Nguyễn Tấn Dũng, người làm thủ tướng trong 10 năm từ năm 2006 cho đến năm 2016, vì cả hai đã có nhiều thời gian cùng làm việc khi thương thảo Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà nay trở thành Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sau khi Mỹ rút lui. Ông Ted Osius là người hiểu rất rõ về Việt Nam và những nhận định của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Tấn Dũng. Tôi nghĩ rằng ông Osius nhận định rất chính xác. Luật sư Vũ Đức Khanh, một giáo sư giảng dạy luật bán thời gian ở Đại học Ottawa của Canada và nghiên cứu về chính sách và chính trường Việt Nam, đã nói như vậy với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Theo vị giáo sư nghiên cứu về quan hệ và luật pháp quốc tế, ông Trọng là người kín đáo và ngoại giao là vì người miền Bắc, trong khi ông Phúc là người miền Trung nên sởi lời hơn. Theo tiểu sử được truyền thông trong nước công bố, ông Trọng sinh ra ở Bắc Ninh, còn ông Phúc sinh ra ở Đà Nẵng. Và dư luận cho biết như thế nào về tham nhũng và ông Nguyễn Tấn Dũng? Nhận định về ông Dũng, người được xem là thân Mỹ hơn các lãnh đạo Việt Nam khác, luật sư Khanh cho rằng ông là thủ tướng duy nhất ở Việt Nam từ thời Phạm Văn Đồng tới Phạm Minh Chính hiện nay có đủ bản lĩnh để làm bước chuyển đổi của Việt Nam sang giai đoạn mới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử thay vị trí thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng mới được Quốc hội miễn nhiệm chiều ngày 6 tháng 4 năm 2016 khi đó.
Luật sư Khanh, từng là phó tổng thống ký Đảng Dân Chủ Việt Nam tại hải ngoại, cho biết ông được tiếp xúc với ông Dũng qua điện thoại một lần trong thời gian cùng làm việc với chính phủ của ông Dũng vào năm 2015-2016. Ông Dũng là Thủ tướng Việt Nam lúc đó đã đồng ý ký TPP, là Hiệp định Thương mại Tự do được xem là lớn nhất thế giới, vào tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, ông Dũng đã thua ông Trọng trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Bí thư vào năm 2016 và sau đó rút khỏi chính trường Việt Nam khi muốn làm người tử tế. Di sản mà ông Dũng để lại sau 10 năm làm Thủ tướng là khoản nợ quốc tế lớn nhất của Việt Nam, cùng sự vỡ nợ của các tập đoàn kinh tế nhà nước và tham nhũng tràn lan. Cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng phát động ngay khi giành được nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ hai vào năm 2016 được cho là nhắm vào ông Dũng. Có tham nhũng trong thời gian tôi làm đại sứ. Đại sứ Osus khi được hỏi về nhận định của ông về tình hình tham nhũng ở Việt Nam, ông nói tiếp: có rất nhiều tham nhũng, bao gồm cả những người tôi yêu mến như Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, ông ấy không trong sạch. Vị cựu đại sứ Mỹ không đưa ra thêm chi tiết để giải thích vì sao ông có nhận định như vậy về cựu Thủ tướng Việt Nam. Tuy nhiên, ông Osus cho biết ông có những người đã lựa chọn không tham gia vào hệ thống đó từ khi từ chối những cơ hội để nhận hối lộ hay dính líu tới tham nhũng. Việt Nam luôn nằm trong danh sách các nước được xem là có vấn đề nạn tham nhũng rất lớn. Theo chỉ số của tổ chức quốc tế, Việt Nam được xếp hạng 87 trên tổng số 180 nước trên thế giới, với mức độ tăng dần về tham nhũng theo thứ hạng. Tài liệu của tổ chức này cho thấy chỉ số tham nhũng ở Việt Nam ngày càng tăng trong 10 năm trở lại đây, với đỉnh điểm là năm 2021. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nhận nhiều bản án tù vì tham nhũng. Trong hình phía sau là ông Trịnh Xuân Thanh cũng bị xét xử. Chiến dịch mà truyền thông trong nước gọi là đốt lò của ông Trọng được xem là phiên bản đả hổ diệt ruồi của Việt Nam theo chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều quan chức dưới thời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó có cố Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư BIDV Phát triển Trần Bắc Hà, người được xem là thân cận nhất của ông Dũng, và cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã bị đưa ra xét xử và kết án tù. Chiến dịch lớn này do Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, tôi không biết đã có những tiến triển như thế nào với chiến dịch chống tham nhũng này. Đại sứ Otus đã nói và cho rằng tham nhũng là một vấn đề lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả khu vực Đông Nam Á. Ông Otus cũng thừa nhận có tham nhũng ở Mỹ nhưng dưới những dạng khác, với một ví dụ mà cựu đại sứ này đưa ra là cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Tuy nhiên, vấn đề tham nhũng ở Mỹ, theo ông Osius, được đưa ra ánh sáng nhiều hơn nhờ có nền báo chí tự do, trong khi báo chí ở Việt Nam thì lại chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước. Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề tham nhũng, bạn cần phải có nền báo chí tự do, và tôi nghĩ đó là cái đang thiếu ở Việt Nam. Đại sứ Osius đã nói như vậy. Việt Nam được xem là không có tự do báo chí khi bị tổ chức phóng viên không biên giới cho vào nhóm 5 quốc gia cuối bảng chỉ số tự do báo chí của thế giới. Và tiếp theo là vấn đề thách thức địa lý. Mặc dù có những sự khác biệt trong cách tiếp cận, nhưng đại sứ Osius, người bắt đầu sự nghiệp ngoại giao ở Việt Nam vào năm 1994, cho rằng các lãnh đạo của Việt Nam đều mong muốn có một mối quan hệ thân thiết hơn giữa Hà Nội và Washington. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng, vì một trở ngại lớn mà ông Osius gọi là địa lý, khi Việt Nam là một nước láng giềng phương Bắc, khiến mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội phát triển chậm do sự thận trọng của Việt Nam khi phải xem ý của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội. Bất cứ một nhà lãnh đạo khôn ngoan nào của Việt Nam cũng đều phải cân bằng mong muốn trở nên thân mật hơn với Mỹ, với sự cần thiết không được chọc tức Trung Quốc quá nhiều. Đại sứ Osius đã nói, tôi không nghĩ điều đó tạo ra giới hạn cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng nó làm chậm sự tiến triển bởi vì người Trung Quốc không muốn Việt Nam và Mỹ trở nên thân thiết. Mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington đặc biệt trở nên nồng ấm hơn trong những năm gần đây, khi Việt Nam trở thành trọng tâm trong chiến lược gắn kết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ nhằm kiềm tỏa sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam và Trung Quốc, dù có nhiều mối xung đột về lãnh thổ, vẫn là hai quốc gia cộng sản láng giềng
có cùng chung ý thức hệ. Trước khi các lãnh đạo Việt Nam đi thăm Mỹ, họ thường có chuyến công du tới Bắc Kinh hoặc gặp gỡ các quan chức Trung Quốc trước khi tiếp đón lãnh đạo của Mỹ. Chỉ vài giờ trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội vào hồi tháng 8 năm ngoái, ông Thủ tướng của Việt Nam khi đó là Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Ba. Những động thái như vậy luôn được xem là sự cân bằng của Hà Nội trong mối quan hệ với cả Washington và Bắc Kinh. Việt Nam phải có một chính sách thực sự là thông minh để có thể giữ vững được độc lập, luật sư Khanh nhận định khi cho rằng Trung Quốc là một cường quốc ngay sát Việt Nam và lãnh đạo Hà Nội khó lòng mà ngả hẳn về phía Washington khi hai cường quốc lớn nhất thế giới đối đầu với nhau. Theo luật sư Khanh, Việt Nam cũng không thể đối đầu với Trung Quốc mà thay vào đó cùng hợp tác với Mỹ và khối các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN để đối trọng với nước láng giềng phương Bắc khổng lồ. Còn đại sứ Ozius hiện là giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN hy vọng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong năm nay sẽ có chuyến thăm tới Mỹ trong lúc Hà Nội và Washington đang tạo dựng thêm lòng tin để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai cựu thù có nhiều lợi ích chung trước một Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 2 năm 2022 với bản tin Cựu đại sứ Mỹ nói gì về các nguyên thủ Việt Nam, tham nhũng và thách thức địa lý.